ba yếu tố, đó là yếu tố về điều kiện môi trường, điều kiện dinh dưỡng và điều kiện chăm sóc. Thì hôm nay về cái yếu tố môi trường ảnh hưởng tới việc phát triển của cây lan thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình sẽ tưới cái vườn lan của mình. Xin chào tất cả các bạn. Để có một vườn lan lúc nào cũng hoa kiểu cành như vậy. Thì các bạn phải có một chế độ tưới vô cùng phù hợp. Thì như hôm trước mình có chia sẻ với các bạn là vườn lan thì nó sẽ có phụ thuộc vào ba yếu tố, đó là yếu tố về điều kiện môi trường, điều kiện dinh dưỡng và điều kiện chăm sóc. Thì hôm nay về cái yếu tố môi trường ảnh hưởng tới việc phát triển của cây lan thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình sẽ tưới cái vườn lan của mình sao cho nó hiệu quả. Đó là mình sẽ sử dụng cái vòi phun nè các bạn. Đây là vòi phun sương. Mình tưới những cái cây lan của mình. Thì tác dụng của cái việc mà tưới phun sương như vậy, đó là nó sẽ ngoài cái cung cấp nước cho cây lan thì nó cũng cung cấp là cái độ ẩm trong cái vườn nha các bạn. Những cái hạt sương li ti nè, nó sẽ còn lưu lại trong cái vườn của mình và gió nó sẽ mang những cái hạt sương này đến từng những cái rễ của cây. Thêm nữa, việc mà các bạn tưới phun sương như vậy thì nó sẽ không làm ảnh hưởng tới những cái rễ non mới phát triển của cây nha các bạn. Cái thời gian mà tưới cây thích hợp nhất trong ngày đó là vào hai buổi. Thứ nhất là buổi sáng sớm khoảng 7 giờ và buổi chiều mát khoảng 3-4 giờ. Đối với lại những cái cây mà chưa có hoa thì các bạn cứ thoải mái tưới thân lá rễ. Các bạn cứ tưới đều. Sương này á, nó là những cái hạt li ti nha các bạn. Thì các bạn sẽ không có sợ cái cây của mình nó bị dư nước và úng thối rữa nha các bạn. Đó, mình cứ tưới đều hết toàn bộ vườn. Đó. Ở trên thì mình sử dụng là cái dàn lưới. Cái lưới này có tác dụng á, là giảm cường độ ánh sáng thì nó chỉ cung cấp xuống cây khoảng 70% thôi các bạn. Lan thì nó không cần ánh sáng nhiều như những cái dòng mà trồng ở dưới đất. Tuy nhiên thì nó phải có ánh sáng nó mới phát triển tốt được. Các bạn mà treo mà ở những cái khu vực mà lùm quá không có ánh sáng thì nó cũng sẽ
hạn chế cái việc phát triển và cho hoa của cây lan. Cứ lần lượt mình tưới thôi. Và lưu ý, những cái cây lan mà nó đã ra hoa như vậy các bạn, thì các bạn là không được tưới lên hoa nha các bạn. Mình phải kê sát luôn cái đầu vô, cái vòi xịt vô cái bộ rễ của nó thôi. Tại vì khi mà nước mà nó đọng lên hoa đó các bạn, thì nó rất là mau tàn. Đối với lại những cái cây mà có hoa như thế này các bạn, các bạn tuyệt đối là không được tưới lên hoa nha. Các bạn mình chỉ tưới ở cái khu vực ở dưới thôi, hạn chế tới mức tối đa có nước bám vào hoa của mình. Đặc biệt là phân bón nha các bạn không được tưới trực tiếp phân bón lên hoa, thì bữa hôm trước hôm sau nó sẽ tàn ngay các bạn. Hoa rất là đẹp. Tùy vào điều kiện vùng miền mà các bạn sắp xếp cái lịch tưới cho nó hợp lý nha các bạn. Ví dụ như miền Nam nắng nóng mà các bạn 2-3 ngày các bạn mới tưới một lần thì cây nó sẽ thiếu nước rất là trầm trọng. Nếu mà cái điều kiện mà nắng nóng như vậy á, thì các bạn tốt nhất là tưới một ngày 2 lần, buổi sáng và buổi chiều. Cây lúc nào nó cũng đâm chồi nảy lọc này các bạn. Đây các bạn, những cái chồi non lúc nào nó cũng lên nè. Đây là lan cát ta da nè. Học điểm ra hoa nè các bạn. Đấy. Rồi, chia sẻ của mình về cái cách mà tưới nước cho lan đến đây xin tạm dừng. Các bạn thấy hay có thể cho mình xin một like và bấm nút đăng ký kênh để mà xem những cái chia sẻ tiếp theo của mình, đặc biệt là những bạn mới mà trồng lan. Còn các bác nào đã có kinh nghiệm rồi thì cũng có thể là comment ở dưới để cho mình biết cái kinh nghiệm trồng của các bác. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.